Kết thúc một tuần giao dịch có thể nói là tương đối biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam và đã làm đi thay đổi rất nhiều những cái quan điểm của đại đa số những anh chị nhà đầu tư mình từ cái việc thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn uptrend đi lên thành cái việc thị trường có những cái yếu tố phân phối và rủi ro xuất hiện cũng như là một cái yếu tố là thị trường vượt 1.300 điểm. Anh chị mình rất quyết liệt trong việc mua cổ phiếu thành cái yếu tố khi thị trường có những cái điểm điều chỉnh giảm điểm trở lại lại vội vàng cắt lỗ và đưa ra lại những cái góc nhìn là thị trường sắp rơi, thị trường sắp sập về lại 1.200 điểm. Đó là những cái sự thay đổi rất nhanh chóng về quan điểm của nhà đầu tư trên thị trường sau một cái biến động sau một tuần vừa qua. Và trong một cái buổi video của ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cũng như là mình sẽ bật mí cho anh chị mình lý do tại sao mà nhiều nhà đầu tư lại thay đổi quan điểm rất nhanh và cái nỗi sợ lớn nhất trên thị trường của nhà đầu tư nó đến từ đâu và lý do vì sao anh chị mình lại sợ về thị trường. Thì xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy, một ngày 5 tháng 10. Thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành và chia sẻ với anh chị mình về những vận động của thị trường, kịch bản ở trong của tuần sau và những cái diễn biến của các cổ phiếu như thế nào. Để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hoặc là mình đang cầm những cái lượng tiền, những cái lượng sức mua thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích thì anh chị mình có thể để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh ủng hộ em làm những buổi video sau tốt hơn và chia sẻ với chị mình nhiều hơn về những kiến thức trên thị trường. Thì thông thường trong một cái buổi video ngày hôm nay, một buổi video cuối tuần thì cái bố cục video chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Cái phần thứ nhất là cái yếu tố về tổng quan về thị trường chung. Cái phần thứ hai là vận động của các dòng, các ngành cổ phiếu đang như thế nào. Đặc biệt là em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình để phân loại các cổ phiếu mạnh và cổ phiếu yếu. Đặc biệt là anh chị mình sẽ đưa ra được những cái điểm mua trong một cái nhịp số 2 của dòng cổ phiếu mạnh như là dòng ngân hàng ở trong tuần sau và cái mẫu hình để mua được cổ phiếu của dòng ngân hàng. Chi tiết về thời gian thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong cái phần số 3 trong cái buổi đào tạo của hệ thống khách hàng VFY Stock. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Cho nên cái phần thứ nhất khi mà bản chất để chúng ta nói về cái xu hướng vận động của thị trường á thì đó là cái điều quan trọng nhất anh chị nha. Đấy. Cho nên chúng ta phải gọi một câu nói là gì? Xu hướng là bạn. Một thị trường mà để cho anh chị mình muốn kiếm được tiền, cơ hội nó lớn hơn rủi ro thì thường thị trường chí ít phải là một cái vận động sideways và đi lên. Thì rõ ràng anh chị mình thấy trong quá trình 6 tháng vừa qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, nếu như mà ai nói đây là một quá trình phân phối thì cần phải xem lại cái phương pháp của mình. Tại vì rõ ràng tuy là thị trường nó chưa có tăng nhiều nhưng mà cũng không phải là một thị trường nó downtrend. Rõ ràng đây là một cái biên độ sideways trong khoảng thời gian 6 tháng của thị trường chung và cái xu hướng của thị trường trong 2 tháng gần đây thì từ giai đoạn đầu tháng 8 thì rõ ràng anh chị mình kẻ cái đáy sau cao hơn đáy trước thì nó sẽ ra một cái xu hướng tăng của thị trường. Thì rõ ràng trong một cái xu hướng tăng là một xu hướng mà anh chị mình nên đi kiếm tiền thay vì chúng ta ngồi ở đây chúng ta sợ về những cái yếu tố về rủi ro. Ngày hôm qua buổi tối em lên trên những cái diễn đàn mình cũng bắt gặp được một cái hình ảnh rồi nói là nghe thì nó khá là vui nhưng mà nhìn ngẫm lại nó rất là đúng với tâm lý anh chị mình. Bản chất khi mà mình bước vào thị trường chứng khoán với một cái tâm lý lo sợ, tức là gì, trước khi mà mình bước vào một cái trận đấu lớn mà mình gọi là một cái tâm lý mà mình lo sợ, mình e ngại thì bản chất mình đã thua từ lúc ban đầu rồi anh chị. Cho nên ở đây anh chị mình cùng nhìn lại nè, sự điên rồ của đám đông tháng 10. Đây là một trong những cái tháng anh chị mình có thể thấy là cực kỳ nguy hiểm để đầu tư chứng khoán. À, và những tháng còn lại cũng nguy hiểm không kém, chính là tháng 7, tháng 1, tháng 9, tháng 4, tháng 11, tháng 5, tháng 3, tháng 6, tháng 12, tháng 8 và tháng 2. Thì tức đồng nghĩa là một năm có 12 tháng thì nhau hầu như tháng nào cũng là rủi ro. Thì tới anh chị mình đầu tư thị trường chứng khoán này làm gì và phương pháp của anh chị mình là gì thì chúng ta cần phải nhìn ngẫm và nghĩ lại xem là hệ thống của mình trong xuyên suốt khoảng 2 tháng vừa qua thị trường trong một cái xu hướng tăng đi lên anh chị mình đầu tư như thế nào, anh chị mình kiếm được bao nhiêu tiền từ thị trường chứng khoán. Nếu như mà anh chị mình chưa kiếm được tiền trong 2 tháng vừa qua thì bản chất anh chị mình phải đánh giá lại cái hệ thống của mình. Tại vì sao? Đã có rất nhiều những cái cổ phiếu đã đi lên mặc dù thị trường về điểm số chưa vượt được đỉnh nhưng mà đã có rất nhiều những cổ phiếu, ví dụ như là dòng ngân hàng là một cái dòng mà em có thể nói với chị một lần nữa là dòng đã vào sóng và nó hình thành một cái con sóng dòng của dòng ngân hàng.
Thì lần lượt anh chị mình thấy rõ ràng là các cổ phiếu đều vượt đỉnh đi lên, từ CTG, Leader tới những cổ phiếu ACB, MB Bank, STB, MSB, Tiên Phong Bank, những cổ phiếu như OCB từng rồi nó cũng có những cái điểm bùng nổ nó đi lên. Thì đó là hiệu ứng của sóng dòng, thì đó là cơ hội để cho anh chị mình kiếm tiền. Vậy thì anh chị mình đánh ở đâu? Mình mua dòng nào để mà nó dẫn tới một cái trạng thái bây giờ tâm lý anh chị mình lo sợ, cổ phiếu cầm thì lo mà cầm tiền thì sợ. Trong chán nhưng mà bên ngoài lại thèm. Anh chị mình lưu ý là do mình đang cầm phải những cái cổ phiếu yếu, những cổ phiếu không đi lên, những cổ phiếu không có dòng tiền, mình đánh chặt đi với những cái xu hướng, không tìm đúng với những cái cơ hội. Mọi người lưu ý kỹ, thì đó nó sẽ tạo cho anh chị mình những cái nỗi sợ trên thị trường chứng khoán. Còn khi mà chúng ta quay trở lại, chúng ta nhìn về điểm số của thị trường chung, nếu như mình xét ở một góc độ nào đó, như em đã nói ở đầu video, xu hướng của thị trường ở đây là một xu hướng tăng, thì không có lý do gì để mà chúng ta lo sợ về cái vận động của thị trường này. Cái yếu tố thứ hai là hôm qua thị trường nó có một cái phiên giảm đâu đó khoảng tầm 7 điểm. Nếu như mình thấy thị trường chứng khoán một phiên giảm 7 điểm, liệu có phải là rủi ro không? Em nói anh chị mình là không, thị trường có tăng có giảm, có xanh có đỏ là chuyện hết sức bình thường đấy. Cho nên hôm qua khi mà thị trường nó giảm trở lại 7 điểm, thì đầu tiên anh chị mình thấy rõ ràng ở đây nó giảm về những cái vùng hỗ trợ này. Quanh cái vùng biên 1270 chính là cái vùng hỗ trợ của thị trường chung. Thứ nhất là quanh những cái đường hỗ trợ MA20. Cái thứ hai là quanh những cái điểm test của thị trường trong khoảng thời gian ngày 23 tháng 9 và có cây đỡ cung. Thì đây là cây gì? Cây rũ bỏ test cung cầu của thị trường, những cái vùng giá gọi là tổ chức họ gom hàng vùng giá thấp nè, ép bỏ nhà đầu tư nè, và sau đó xác nhận dòng tiền mới tiếp tục chảy vào cổ phiếu của dòng ngân hàng nè. Thì khi mà nó test về những cái vùng mà nó có điểm hỗ trợ thì nó sẽ cái vùng mà gọi là gì? Kìm hãm sự điều chỉnh của thị trường. Mà khi một cái nguyên tắc mà thị trường test lại hỗ trợ mà với khối lượng gấp thì mình xét ở một điểm số, đó là sự an toàn chứ không phải là rủi ro. Anh chị mình lưu ý á, bao giờ khối lượng gấp thì nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái việc mà vận động dao động bị bán tháo biên độ lớn và khối lượng lớn ấy. Cho nên em nói anh chị mình càng nhìn về điểm số á, thì mọi người càng sai lầm. Ở trong khoảng đâu đó khoảng tầm 2 tháng vừa qua, có phải anh chị mình càng nhìn lại không? Mình nhìn về cái tài khoản của mình xem, có phải là mình cứ nhìn cái điểm số, mình cứ nhảy ra nhảy vào. Em nói anh chị mình cái lúc mà thị trường dưới 1280 nè, sau cây đỡ cung nè, dưới 1280, em nghĩ chắc đây là cái hệ thống mà nói với anh chị mình về điểm mua, quyết liệt mua, mua full vốn khi mà thị trường dưới 1280 đấy. Rồi sau đó anh chị mình lại không mua, lúc đó báo anh chị mình mua thì mình sợ nào là những điểm mua STB nè, sóng dòng của dòng ngân hàng nè, cho anh chị mình mua gia tăng nè, những điểm xác nhận dòng tiền nè, anh chị mình đâu có dám mua đâu. Nào là những cái điểm mua của CTG nè, những cái điểm xác nhận dòng tiền nè, những cái điểm dòng tiền là cho anh chị mình mua đâu có dám mua đâu. Bắt đầu lên cận thị trường 1300 điểm rồi, bắt đầu thấy thị trường vừa 1300 nhảy vào mua, lao vào mua, rồi gặp lại những cái yếu tố bị sắp ao trở lại trong cái tuần vừa rồi. Thì từ đó anh chị mình thấy không, bắt đầu nảy sinh những cái tâm lý lo sợ là đến từ cái việc anh chị mình mua sai thời điểm, và cái hệ thống của anh chị mình đang giao dịch, đang đầu tư không có một cái phương pháp rõ ràng đấy. Tại vì sao dưới 1280 thì lại không dám mua, mà cứ hệ thị trường lên 1300 FOMO lao vào mua, rồi tiếp tục một trạng thái thị trường đạp chỉnh trở lại trong hai phiên gần đây. Họ bắt đầu lại đem ra cắt lỗ. Ví dụ như anh chị mình vào mua những con như BDR nè, anh chị mình thấy không, rất nhiều anh chị mình hôm qua em xem là cái tài khoản gửi cho em coi mua ở đâu, anh chị mình biết không, mua đây nè, mua ngay đỉnh luôn 23.1 đấy, mua sai thời điểm, bắt đầu thị trường vùng 1300 nói là tiếp theo là một con sóng của dòng bất động sản sẽ đi lên sâu dòng ngân hàng để kéo thị trường vùng 1300. Làm gì có anh chị, anh chị mình thấy rõ ràng không, cái kết quả đây là cái minh chứng cho cái việc thứ nhất là chọn sai dòng, thứ hai là mua sai thời điểm của thị trường. Thì cái kết quả là gì? Kết quả là tài khoản nhau tới bây giờ đang ôm những con này lỗ khoảng tầm 10% đấy. Mọi người lưu ý kỹ nhé, rồi bắt đầu lỗ 10% rồi, bắt đầu vội vội vàng vàng đem cổ phiếu ra cắt lỗ trong hai phiên gần đây nè, chính là hai cái điểm mà lượng nhà đầu tư cắt lỗ nhiều nhất nè. Mà cắt lỗ đây là bị sai về điểm bán luôn. Tại vì sao? Nó về hỗ trợ rồi đem bán cái gì nữa anh chị? Cái rủi ro là rủi ro mọi người phải nhận diện trước. Ví dụ bắt đầu khi nó tạo những cái điểm bull trap nè, những cái điểm đạt đỉnh nè, nếu anh chị mình có một cái phương pháp để nhìn về hành vi test đỉnh thất bại thì mọi người sẽ bán ngay trong những cái phiên như thế này. Có những điểm test đỉnh thất bại hoặc là cái điểm xác nhận volume lớn là điểm bán nè. Còn sau những cái phiên này anh chị mình vét ra bán, em nói anh chị mình đây là những cái điểm từ sau sẽ có những điểm hồi test lại với những cổ phiếu như BDR. Anh chị mình thấy không? Đầu phiên sáng ngày hôm qua con BDR nó tăng 2%. Mà nếu anh chị mình bán trước đó là bán ngay những cái vùng hỗ trợ. Cho nên cái sai của nhà đầu tư á, là sai từ điểm mua, nó dẫn tới cái điểm bán bị sai. Nó giống như một cái bài học là gì? Bài học là anh chị mình cài một cái nút áo đầu tiên á, mà bị sai á, thì những cái nút áo còn lại khi mà anh chị mình mặc vào á, mình cài nó cũng sẽ sai luôn. Có nghĩa là mình chữa bệnh là mình phải chữa từ gốc. Sai là từ điểm mua, nó dẫn tới điểm bán thì tâm lý bị lo sợ nó sẽ bán sai. Đó là hành động của anh chị mình, từ 7 đến 10% vác cổ phiếu ra cắt ngay vùng hỗ trợ, nó giật lên một cái là anh chị mình thấy không? Rơi vào trạng thái bị tiếc nuối. Mà cái việc mà nó chỉ mua sai lỗ thì không sao đâu nha, nhưng mà bán cổ phiếu xong mà nó hồi lên đó, thì em nói chị mình rơi vào một cái tâm lý rất là mệt mỏi. Ước gì mình bán chậm hơn, ước gì mình không bán trong ngày hôm đó, thì bữa sau nó hồi lên mình bán cái vùng giá nó chủ động hơn, cái vùng giá nó tốt hơn. Mọi người lưu ý kỹ nha đấy. Cho nên thông qua những cái câu chuyện mà em nói chị mình rất là nhiều về cái việc mà cứ nhìn cái điểm số rồi dẫn tới một việc là mua sai cái dòng, không có dòng tiền,
Thì đó là một trong những câu nói mà kinh điển em liên tục chia sẻ với anh chị mình. Và với những cái biến động vừa rồi, khi mà mình càng ngẫm, mình càng nghĩ thì mình càng thấy nó đúng với một cái câu nói của William O'Neill. Ông nói là đừng có tập trung nhiều vào thị trường chung. Đấy, cho nên anh chị mình thấy nè, em sẽ zoom lại cho nó rõ hơn cho anh chị mình xem nè. Đa phần nhà đầu tư trên thị trường là anh chị mình thấy dành khoảng 90% thời gian cứ để dự đoán thị trường chung ngày mai xanh hay đỏ, và chỉ có dành 10% thời gian còn lại để đi tìm những cái siêu cổ phiếu. Thì tức là cái quỹ thời gian anh chị mình phân tích cổ phiếu nó không đủ nhiều, dẫn đến cái việc là gì, chọn sai dòng. Tôi nói không quá đâu, nhưng đây đã đang và sẽ là công thức hứng chịu hậu quả đấy, thất bại đấy. À, cho nên chị mới phải ngẫm lại xem lại cái cách mình đầu tư hiện tại có đang đúng hay không đấy. Còn trong khi đó cái cách mà đầu tư đúng á là chỉ có 3% anh chị mình dành thời gian để tìm hiểu thị trường chung thôi. Ví dụ như em nè, em nói với anh chị trong room rất đơn giản đúng không? Đấy, buổi sáng ngày hôm qua đi, em nói chị mình nhẹ nhàng, đơn giản, không có màu mè, không có cầu kỳ. Em nói chị mình dễ dàng nè. Thị trường mà vận động buổi sáng chỉ cần khối lượng thấp thì đó là một cái tín hiệu anh chị mình em nói an toàn. Mọi người lưu ý, ví dụ ngày hôm qua nè, kết phiên cũng nói chị mình nó nhẹ nhàng đơn giản đó. Thị trường nè, giảm 7 điểm, thanh khoản thấp nè, chỉ thanh khoản 12.000 tỷ. Thì đó là cái yếu tố tích cực trong những cái vùng mà gọi là thị trường rũ bỏ, những cái vùng điều chỉnh hoặc hấp thụ lượng cung của thị trường. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Chứ phân tích với chị mình nhiều nào là dòng kia nó rủi ro, dòng này nó tăng, dòng kia nó giảm, hoặc là nước ngoài mua rồng hay là nước ngoài bán rồng, tự doanh sọt hay là tự doanh long. Có nghĩa là đôi khi á anh chị mình đầu tư mình biết nhiều quá, mà cái phương pháp đầu tư á mà để hiệu quả là càng tối giản càng đơn giản, nó sẽ càng hiệu quả. Đỉnh cao của hiệu quả chính là sự tối giản anh chị, chứ không phải đỉnh cao của hiệu quả chính là sự rườm rà, sự màu mè. Mọi người lưu ý kỹ nha. Đấy, cho nên chúng ta chỉ trả lời là thị trường ngắn hạn trong xu hướng tăng, điều chỉnh rủ lại ngày hôm qua về hỗ trợ và lượng khách thì đó là tín hiệu tốt, đơn giản vậy thôi. Phần còn lại tiếp tục là gì, anh chị mình phải tập trung 97% của mình vào cái thời gian của mình để xem cái danh mục của mình đang cầm những con mạnh hay con yếu. 97% thời gian để đi tìm những cái siêu cổ phiếu mạnh nó đang vận động ra sao, để mình có kế hoạch chuẩn bị sau quá trình điều chỉnh giảm điểm của thị trường. Thế sẽ tạo cho anh chị mình những cái điểm mua, tập trung vào đó mới đi kiếm tiền được anh chị ha. Đấy, cho nên thông qua những cái vấn đề mình vừa chia sẻ với chị nhà đầu tư mình á, thì cái quan điểm của hệ thống bên em nó vẫn không thay đổi. Ví dụ quan điểm này, quan điểm của hệ thống này từ 2 tháng tới bây giờ nè, từ tháng 8 này tới giờ là gì, tích lũy để đi lên. Đấy, đó cơ đi, quan điểm em chia sẻ với chị mình với quan điểm thị trường này, cơ hội thì gì, tập trung vào cổ phiếu anh chị, tập trung vào cổ phiếu. Đấy, siêu cổ phiếu xuất hiện thì mua đó. Cho nên ở một góc độ nào đó thì đây những cái điểm mà em đánh giá với chị mình là những nhịp rũ cuối của thị trường, trước khi chuẩn bị nó sẽ xông pha bứt phá được cái vùng kháng cự 1.300 điểm, chinh phục và những một cột mốc nó sẽ cao hơn của thị trường chung anh chị ha. Đấy, cho nên cái kịch bản của thị trường mà em nói ở trong tuần sau á thì chị mình lưu ý một vài cái vấn đề như thế này. Thì cái về cái vùng hỗ trợ này thứ hai tuần sau đi kèm với những cái yếu tố mà Dow Jones mà nó tăng như thế này á, thì thứ hai là 90% cái việc thị trường sẽ có một cái phiên đỡ cung hồi phục trở lại. Mọi người lưu ý á, đấy, thị trường sẽ có những cái phiên đỡ cung hồi phục lên, nhưng mà với một cái cây khối lượng này lớn nè, chứ phải đánh giá khách quan rõ ràng là thường sau cái cây hồi phục thứ hai á thì kịch bản thị trường trong tuần thứ ba sẽ có những điểm test ngắn. Mọi người lưu ý kỹ để nó kiểm tra lại cung cầu. Thì cái điểm test ngắn này sẽ quan trọng hơn nè, ví dụ test lại mà anh chị mình chỉ cần nhìn khối lượng nó thấp á thì tầm thứ tư mà nó có một cây đỡ cung á, thì thứ năm thứ sáu nó sẽ có một cái điểm xác nhận để đi lên vượt đỉnh. Mọi người lưu ý kỹ nha, đó kịch bản mà em đưa ra cho anh chị mình về một cái góc nhìn tổng quan của thị trường ở trong tuần sau. Đấy, và trong những cái điểm hồi lên nè, trong những cái điểm test lại nè, trong những cái điểm đỡ cung nè, và trong những điểm xác nhận dòng tiền nè, thì trong một cái bộ chuỗi những phiên vận động trong tuần sau em đều có một cái kế hoạch từng phiên mình sẽ mua gì, mình sẽ hành động gì, mình sẽ hướng dẫn cho anh chị mình như thế nào ở trong room hệ thống bán hàng VIP cả rồi. Cho nên mọi người yên tâm, buổi chiều ngày hôm qua em cũng nói với chị mình nè, nói chị mình rõ ràng thứ hai tuần sau là cái điểm thị trường sẽ hồi đấy. Đấy, với những cái tín hiệu là không có giảm khối lượng khắp nè, thì tức là đơn giản là những cái nhịp mà nét tâm lý đó anh chị, là mua cao đu cao, ai hô hào cho anh chị mình vượt 1.300 vào FOMO mua đủ, thì những cái cây này họ sẽ dễ cắt lỗ nè. Mà anh chị mình thấy không, trong cái vùng biên sideways mà cứ 5 lần 7 lượt lên trên 1.300 mua rồi về dưới chỉnh cắt, thì anh chị mình cứ nhìn lại tài khoản của mình mỗi lần mà nó bào cho anh chị mình khoảng tầm 5% á, thì 5 lần như thế là anh chị mình mất khoảng 25%. Đó bài toán đơn giản, mà anh chị mình càng đánh như vậy càng sai sẽ dẫn đến cái sai lầm sẽ càng ngày sẽ càng lớn hơn, sai lầm nối tiếp sai lầm. Thì bắt buộc em nghĩ nhà đầu tư mình muốn thoát được những cái vùng xoáy của sai lầm, những cái điểm sai mà mua bán á, cứ mua đỉnh rồi bán đáy á, thì bắt buộc anh chị phải tìm một cái hệ thống phù hợp, thay đổi cái hệ thống để tìm những cái điểm sáng nó mới hơn. Đấy, ví dụ như đơn giản hệ thống bán hàng bên em nói chị mình là chúng ta đang cầm những cái dòng cổ phiếu mạnh nhất thị trường, chính là sóng dòng của dòng ngân hàng, thì chúng ta có lý do gì đâu mà anh chị mình nhìn một cái điểm số chung, có lý do gì đâu mà chúng ta sợ thị trường. Em càng tự tin nói với chị mình luôn là thị trường này là những thị trường cơ hội chứ không phải là một thị trường rủi ro. Đấy, cho nên từ đó dẫn tới một cái việc là hệ thống bên em mình đánh rất là thoải mái, ung dung và tự tại, không phải đứng trước lo sau, không phải đứng sau lo trước. Đấy, cho nên nó luôn hệ thống mình đánh full vốn nè, vào sóng dòng nè, và cái dòng mạnh nhất thị trường hiện tại nè, thì còn ai lo sợ gì đâu mà do mua sai dòng yếu. Mọi người lo sợ là do mua sai dòng mà những cổ phiếu yếu, anh chị mình thấy rõ ràng không? Đấy, cho nên mọi người lưu ý nha,
Cho nên ở một góc độ tiếp theo á, thì em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái lý do vì sao mà rất nhiều người họ lại nói với anh chị mình là sợ thị trường này giảm. Đấy. Thì em chia sẻ là cái đầu tiên nè, nó cũng sẽ quanh một cái tính gọi là mang tính chất gọi là về logic đó, từ cái tâm lý và hành động đó. Và anh chị mình biết tại sao quanh năm suốt tháng hành vi của tổ chức họ vẫn không thay đổi không? Trước khi mà thị trường nó muốn đi lên á, hoặc là anh chị mình thấy là trước khi mà sóng dòng nó xuất hiện á, sau bao giờ nó cũng trước đó nó sẽ có một nhịp rũ. Thì sau đó anh chị mình thấy ở đây nè, bắt đầu xuất hiện cái cơ hội của sóng dòng nè. Thì hiện tại thị trường cũng tương tự, trước khi mà một cái siêu cổ phiếu nó đi lên thì bao giờ nó cũng sẽ có một nhịp rũ. Để làm gì? Để nó loại bỏ tâm lý của những nhà đầu tư yếu kém, tâm lý của những nhà đầu tư yếu bóng vía, mua sai thời điểm thì bản chất họ sẽ đi cắt lỗ và họ sẽ bán ra. Thì sau đó cổ phiếu, siêu cổ phiếu sẽ xuất hiện và đi lên, nhà đầu tư sẽ không bao giờ dám quay trở lại mua. Nhưng khi họ tâm lý đã đủ sự an toàn và quay trở lại mua, thường lại tiếp tục mua ở vùng giá cao và lại rơi vào một cái vòng xoáy thị trường chỉnh tiếp. Cho nên vì sao thị trường uptrend nhưng không phải ai cũng kiếm được tiền đâu anh chị. Đấy. Cho nên vì đó những cái yếu tố mà em bật mí cho anh chị mình vì sao sợ nè, thì mình phải càng xem lại, chữa bệnh là phải chữa từ gốc, chữa từ cái lúc sai đầu tiên, thì sau đó mới biết những điểm tiếp theo mình sẽ sửa được. Mọi người lưu ý kỹ nha. Đấy. Cho nên bản chất cái đầu tiên á là gì? Mua sai thời điểm đó. Cái thời điểm mà em nói anh chị mình trong room nè mà xuất hiện cái điểm mua á, chính là dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng, thì với một câu nói là thông báo, thì em nghĩ không qua cái câu nói này anh chị mình biết mọi người cần đánh vào cái gì rồi. Xin thông báo nè, ngân hàng chính thức vào sóng nè, điểm mua những cổ phiếu ngân hàng mua full STB nè. Anh chị mình thấy không, từ những cái ngày bao nhiêu, những ngày 19, ngày 20 tháng 2 là những cái phiên bắt đầu sau quá trình điều chỉnh nè, là sau điểm điều chỉnh là thời điểm mua tốt nhất, là bắt đầu ở đây là chúng ta đã lên những cái kế hoạch để mà mình mua cổ phiếu rồi. Mọi người lưu ý kỹ, ở đây là bắt đầu mình mua nè, chứ không phải lên trên đây mới báo anh chị mình mua. Ấy, từng rồi anh chị mình thấy trong 4 ngày em không có báo anh chị mình mua bán cái gì luôn, chỉ có cơ cấu những cổ phiếu chưa hiệu quả, cơ cấu danh mục chứ không có mua. Ấy. Cho nên bản chất đầu tiên là mua sai thời điểm. Cho nên hiện tại phải sửa lại, có nghĩa là sau điểm chỉnh này của thị trường nè, bắt đầu ở phía sau cân bằng lại, test cung cầu thành công, dòng tiền vào chính là điểm mua xuất hiện ở đây. Cho nên tuần sau em đánh giá là một cái thời điểm mua cực kỳ tốt dành cho những anh chị mình xác định đánh giá góc nhìn thị trường này cơ hội, thì phải mua đúng thời điểm ở trong tuần sau. Mọi người lưu ý kỹ nhé. Và tuần sau mua gì, hành động gì trong buổi video ngày hôm nay mọi người nên xem hết, để em sẽ phân loại cho anh chị mình biết được là đâu là cổ phiếu mạnh mọi người sẽ mua, đâu là cổ phiếu yếu đừng có quan tâm nó. Đấy. Cho nên ở đây là sẽ phân loại cho tất cả anh chị nhà đầu tư nè, đâu là cổ phiếu mạnh nè, đâu là cổ phiếu yếu nè, để anh chị mình hình dung được tiền của mình phải chảy vào đâu, đúng cái điểm nào. Đấy. Tiếp theo mua sai điểm nè, thì nó dẫn tới một cái việc gì? Nó dẫn tới là một cái trạng thái anh chị mình sẽ mua chọn sai dòng. Tại vì sao mà lại chọn sai dòng? Ví dụ như STB, anh chị mình không mua được những cái cây xác nhận dòng tiền đầu tiên đi lên pivot nè, duy trì dòng tiền nè, thì sau đó anh chị mình vào muộn ở thị trường. Anh chị mình nhìn nè, vào lúc thị trường 1.300 nè, thì đồng nghĩa lúc đó anh chị mình sẽ nhìn ở những cổ phiếu như STB nó lên tới vùng giá 34, tức là vùng 30 không mua được thì lên 34 sẽ nghĩ những con này nó cao rồi, giá nó cao, thì tâm lý nhà đầu tư mà đã vào sâu mà làm sao dám mua những cổ phiếu mà giá cao. Anh chị nghĩ ui này giá cao, lúc mà thị trường rung đất chỉnh chắc nó chỉnh mạnh nè, thì nhà đầu tư sẽ không dám mua. Ngược lại sẽ vào mua đâu? Vào mua những con chưa tăng. Anh chị mình đâu sẽ vào mua những con chưa tăng như là con DIG, sẽ cảm giác tư duy một cái tư duy giá rẻ, nghĩ là ui những con này chưa tăng nè, thì kiểu gì thị trường vượt 1.300 nó cũng sẽ kéo thị trường đi lên. Đó là sai lầm lớn nhất, có nghĩa là những cổ phiếu khi mà đã được dòng tiền chọn á là sẽ được chọn sau nhịp điều chỉnh, lúc này tâm lý thị trường còn nghi ngờ, thì đó những cái điểm dòng tiền vào chính là những điểm mua an toàn nhất. Còn mà khi bắt đầu thị trường lên 1.300 thì sự cân bằng về tâm lý nhà đầu tư đã có rồi, bắt đầu về đây không ai nói về rủi ro nè, thì họ sẽ đi tìm những con giá rẻ chưa tăng để họ mua và họ sẽ chờ nó tăng. Nhưng rõ ràng anh chị mình thấy một điều là gì, những con khi thị trường tăng nó không tăng, mà khi thị trường chỉnh á nó sẽ chỉnh mạnh hơn thị trường. Những cổ phiếu anh chị mình thấy, tại vì nó không có dòng tiền, thì chỉ cần khi thị trường chỉnh nó chỉnh mạnh hơn thị trường chung nè, nó đều tất yếu anh chị nha. Hoặc là những cổ phiếu như là TCH nè, anh chị mình thấy không, mọi người đang có một cái tư duy bị sai về cái mindset chọn cổ phiếu đầu tư, như sai từ cái vấn đề là cài cái nút áo đầu tiên á. Cho nên anh chị mình thấy khi mà thị trường chỉnh xuống nè, những con này bắt đầu thị trường đi lên nè, những con này anh chị mình nhìn thử giúp em là nó có tiền không? Không có dòng tiền, không có dòng tiền, thì thường nhà tư vào sau sẽ đi chọn những con này chưa tăng nè, dư địa nó còn nhiều nè, đó là suy nghĩ sai lầm trên gọi là những nghịch lý vĩ đại trên thị trường chứng khoán. Đấy. Cho nên sau đó anh chị thị trường chỉ cần rung lắc một cái thôi, những con tăng ít sẽ là những con chỉnh nhiều, còn những con tăng nhiều sẽ là những con chỉnh ít. Anh chị mình nhìn con STB nè, nó tăng nhiều không? Tăng nhiều chứ anh chị, tăng ở đây là bao nhiêu, khoảng 15 điểm nè, nhưng mà lúc thị trường chỉnh nó chỉnh có bao nhiêu đâu anh chị mình thấy không, mọi người mua 30 nó lên 34 giờ chỉnh về 33 thì nó không xi nhê. Còn trong khi đó con TCH nè, anh chị mình thấy rõ ràng không, anh chị mới đầu lên đây mua nè, mua bao nhiêu, mua 18, bây giờ nó còn 17, thì tức là gì, nó chỉnh một giá, một giá mà so với những con này là anh chị mình mắc trung bình nó phải rơi vào đâu đó khoảng tầm 500 mà đâu có ít đâu. Còn STB anh chị mình mua nè, mua đúng thời điểm lên nè, anh chị mình kiếm 15%, bây giờ nó chỉnh lại 3%, vẫn còn 12%, vẫn còn lợi nhuận. Đó sự khác biệt trong cái cách mà anh chị mình nhìn và chọn cổ phiếu. Cho nên em gọi là từ cái việc mà mua sai thời điểm, nó dẫn tới chị mình sẽ chọn sai dòng.
Nguyên tắc chọn sai dòng thì sao anh chị? Nó dẫn tới cái việc khi mà thị trường rung lắc á thì bắt đầu là tâm lý anh chị mình yếu. Tâm lý yếu nghĩa là chim mà sợ cành công á, mua giá cao rồi nó sẽ rung lắc á, thì nguyên tắc tâm lý yếu thì sẽ nghĩ gì? Và cổ dẫn tới một cái việc là cổ phiếu nè, thua lỗ nè. Thì từ đó anh chị mình nghĩ tới cái việc là thị trường này rủi ro. Cho nên cái việc mà thị trường rủi ro á, nó sẽ phụ thuộc vào đâu? Em chia sẻ anh chị mình thị trường rủi ro nè, nó sẽ tùy vào cái danh mục anh chị mình đang cầm cổ phiếu nào, điểm mua của anh chị mình là bao nhiêu, mua con yếu giá cao, thị trường chỉnh thua lỗ thì sẽ lúc nào cũng nói thị trường này là thị trường rủi ro, thị trường không kiếm được tiền. Còn ngược lại một người mua cổ phiếu đúng, những cổ phiếu mạnh, sóng dòng ngân hàng, STB mua giá 30, tôi lên 34 nó chỉnh về 33, vẫn còn lại 12% thì họ không bao giờ nói thị trường này là thị trường rủi ro. Họ hãy luôn nhìn thị trường này là một thị trường tích cực, giống như là thầy bói xem vôi á. Anh chị mình nhìn cái đầu mình sẽ thấy khác, mình nhìn cái đuôi mình sẽ thấy ghét, mình nhìn cái chân mình sẽ thấy nó khác. Nó tùy vào cái góc nhìn của một cái hệ thống nó đang như thế nào. Và nếu như hệ thống nào mà đang nhìn như thế này, bản chất là mình đang nhìn sai về yếu tố dòng tiền. Còn không qua những cái phiên rung lắc của thị trường trong tuần rồi thì em tự tin nói với anh chị mình là hệ thống của chúng ta đang đến đúng theo dòng tiền, từ đó mình mới kiếm được tiền trên thị trường trong một cái nhịp vừa rồi. Cho nên tiếp tục là mình sẽ hướng dẫn cho anh chị mình đánh một cái nhịp số 2. Khi mình đánh đúng nhịp 1 á, thì mình tự tin có những góc nhìn khách quan, mình nhìn được cái yếu tố vì sao mình sẽ nói với chị mình là gì, dòng bất động sản là dòng đã đạt đỉnh trong ngắn hạn ở trong những cái phiên vừa qua. Đấy. Và tiếp theo em sẽ chỉ cho anh chị mình những cái điểm đúng trong tuần sau trong hệ có mất tiền VIP để đánh một cái nhịp số 2 và cách mua như thế nào tại trực tiếp tại room khách này. Cho nên anh chị nào xác định đánh một cái nhịp 2 của dòng ngân hàng thì anh chị mình tranh thủ liên hệ gấp cho bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945 866 915 để chị mình liên hệ ngay và vào trong hệ thống. Tại vì buổi tối thứ hai em sẽ có một cái buổi đào tạo đặc biệt dành cho tất cả anh chị mình trong hệ thống bất động VIP. Tại vì ở đó chương trình đào tạo đặc biệt vào tối thứ hai ngày 7 tháng 10 nè, thì ở đó chúng ta sẽ có một cái buổi chia sẻ với nhau về cái điểm mua và cái cách mà em thấy được rõ ràng là hành vi tổ chức họ đang rủ và gom những cái lượng hàng của cái cổ phiếu ngân hàng để chuẩn bị cho anh chị mình đánh một nhịp hai. Mà nhịp hai này mà em nói chị mình vẫn còn chọn sai dòng nè, thì có nghĩa là gì? Bổn cũ soạn lại là vẫn tiếp tục là anh chị mình mắc vào những cái sai lầm như thế này, như thế này. Mọi người lưu ý kỹ nhé, cho nên chúng ta phải thay đổi lại cái góc nhìn một chút anh chị ha. Đó. Và phần tiếp theo là sau khi nói về thị trường và những cái yếu tố quan trọng rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái phần số 2 là phần về cái cổ phiếu đang ra sao. Đấy, đặc biệt phần này là phần anh chị mình cần lưu ý đặc biệt nè. Đấy, mọi người hãy tự chọn lọc của mình được nè, phân loại cổ phiếu mạnh và cổ phiếu yếu nè. Thì cái đầu tiên, một con mạnh hay con yếu á, thì cái đầu tiên mình sẽ đánh giá trước với anh chị mình là cái dòng mạnh rõ ràng bây giờ là dòng cổ phiếu ngân hàng, không thể nào bàn cãi. Đấy, nhiều anh chị mình nói ui hôm qua ngân hàng chỉnh sợ quá em ơi, hôm qua ngân hàng chỉnh nhìn ghê quá, nó tăng 15%, nó chỉnh lại 2% anh chị mình kêu sợ. Trong khi đó những con như Phát Đạt nè, nó có tăng bao nhiêu đâu, chỉnh lại 15% anh chị mình kêu mạnh, thì không biết mạnh ở chỗ nào. Mọi người lưu ý kỹ nhé. Đấy, cho nên đầu tiên ta nói với nhau về dòng ngân hàng thì mình đi từ trên xuống dưới nè. Thì những cái cổ phiếu trong dòng ngân hàng vì sao mà nó mạnh thì sẽ ví dụ cho và chứng minh cho anh chị mình thấy nè. Cái đầu tiên ví dụ là ACB đi, mà lấy con tăng một con mà nó hơi nặng mông mà nó chưa tăng nhiều để ví dụ cho anh chị mình nè. Chứ nó con STB thì nó rõ quá đúng không, phân tích cho anh chị vì sao nè. Thì để mà nó mạnh hay yếu á là mình sẽ so với ai, mình so với cái ông và VN-Index á để anh chị mình biết là nó mạnh là thị trường chung hay là nó yếu hơn so với thị trường chung đấy. Cho nên đầu tiên anh chị mình nhìn nè, một cái bài toán để chị mình biết được là đầu tiên là thị trường ở đây nó quanh 1.300 điểm thì những cổ phiếu như ACB ở đây rõ ràng là quanh bao nhiêu anh chị, quanh 25 đi đấy, quanh 25. Thì bây giờ anh chị mình nhìn là thị trường của chúng ta đóng cửa 1.270 thì những cổ phiếu ACB đã đóng cửa trên vùng 25, chính xác là sau phiên rung lắc ngày hôm qua đóng cửa 25.4. thì nếu như mà mình làm một cái bài toán về so sánh về xu hướng thì xu hướng tăng, thị trường ở đây cũng là xu hướng tăng nhưng mà thị trường chưa vượt được đỉnh. Nhưng riêng với những cái dạng cổ phiếu như ACB nó đã vượt đỉnh rồi và nó đang đóng cửa trên vùng đỉnh cũ. Thì rõ ràng một cổ phiếu đóng cửa trên vùng đỉnh với một cái vận động thị trường vẫn đang trong một cái biên dưới đỉnh thì rõ ràng là gì? ACB nó mạnh hơn so với thị trường chung, chính xác, không thể nào bàn cãi. Tiếp theo, anh chị mình sẽ nhìn với những dạng cổ phiếu như là TCH và dòng bất động sản đại diện để cho anh chị mình biết được là đầu tiên anh chị mình thấy ở đây thị trường 1.000 bao nhiêu? 1.003. Thì những cái dạng cổ phiếu như TCH giai đoạn tháng 7 nó đang ở đóng cửa vùng giá 21. Giai đoạn tháng 8 đóng cửa vùng giá 19 đấy, và hiện tại nó đang đóng cửa vùng giá 17. Nhưng mà anh chị mình nhìn về sự xê dịch của thị trường, những con này rõ ràng là càng ngày nó càng đóng cửa giá thấp hơn, xu hướng của cổ phiếu là một xu hướng giảm, kênh là kênh giảm đấy, và nó cũng đã gãy đi cái chen tăng nè, chen tăng trong ngắn hạn nó bị gãy đi, bọn cây bán khối lượng lớn này. Anh chị mình thấy rõ ràng không đó. Cho nên nếu mình đối chiếu về trường chung đây là cổ phiếu nó yếu hơn rất nhiều so với thị trường. Tại vì sao? Mình phải nhìn ở vùng đáy, một con yếu là phải nhìn ở đáy, một cổ phiếu mạnh là phải nhìn ở đỉnh. Cho nên mình nhìn ở vùng đáy của thị trường này là 1.240 nè, cái điểm điều chỉnh vừa rồi nè, thì những cổ phiếu như TCH vùng giá 17 thì bây giờ thị trường chưa có về 1.240, nó đang 1.270, mà những cổ phiếu như là TCH đã về 17 thì tức anh chị mình thấy không,
so với thị trường mà nó còn yếu hơn so với thị trường nó, thì mình đánh cái gì? Nhiều anh chị mình nói ui thị trường này yếu quá em ơi, thì tại sao anh chị mình lại đi cầm những con TCH khi mà nó yếu hơn so với thị trường chung? Tức là anh chị mình nói thị trường yếu nhưng mà mình đang cầm con yếu hơn so với thị trường, thì bắt buộc anh chị mình phải làm gì? Không lẽ cầm mãi anh chị, bắt buộc phải cơ cấu thôi, bắt buộc phải có một cái hệ thống hướng dẫn cho anh chị mình điểm xử lý đó, đi dịch chuyển vào những cái con nó mạnh hơn. Mọi người lưu ý kỹ nha. Đấy, còn vì sao mà em cầm ngân hàng em đâu có bao giờ nói thị trường này yếu đâu, tại vì sao? Mình đang cầm những con mạnh, nó đang nằm ở trên, thì mình nhìn thị trường này ở một góc độ rất là khách quan. Còn chị mình cầm con yếu mình cứ nói thị trường nó yếu à, nhưng mà con mình đang cầm nó yếu hơn rất nhiều so với thị trường chung. Những con như BDR rồi cũng vậy nè anh chị mình ha, những con phát đạt nè, thị trường người ta chưa về 1.240 nữa mà những cổ phiếu này đã về cái vùng giá cùng thời điểm đó là vùng 20 rồi, thì rõ ràng một điều nó yếu hơn so với thị trường. Nhưng mà rõ ràng ở đây thì anh chị mình có nên bán không? Nó chỉnh 10% về hỗ trợ bán gì nữa anh chị. Quan trọng là cái rủi ro là ai mà hướng dẫn cho anh chị mình nhận diện trước á, thì nó mới gọi là cái rủi ro mà để mình ứng biến. Còn bây giờ nó chỉnh 10% mà đây mà thấy rủi ro vác ra bán thì tuần sau nó sẽ hồi thôi. Riêng với những con này 80% tuần sau sẽ hồi lại để cho anh chị mình cơ cấu, để cho anh chị mình xử lý. Về hỗ trợ nguyên tắc sẽ hồi một cái quả bóng mà anh chị mình nó rơi từ tầng 10 xuống tầng trệt thì đâu đó sẽ bật lên đâu đó khoảng tầng 3, tầng 4 để cho anh chị mình bán. Lúc mà hồi lên bật lên chị mình xử lý, mọi người cơ cấu nhé. Đấy. Tại vì thường em thấy những con này dư địa rơi nó chưa kết thúc ở đây đâu. Nếu mà tiêu cực mà nói đúng á thì chắc nó phải về đây là về 17 này. Với những cái dạng cổ phiếu như là BDR này, chị mình lưu ý kỹ nha. Cho nên cơ hội của những con này là không có. Còn cái trend và cái xu hướng đã bị gãy. Nó bị gãy thì cái xu hướng anh chị mình không? Xu hướng cổ phiếu trong ngắn hạn này, một cái sóng hồi nó đã kết thúc đi và một cái cây xác nhận bị bán khối lượng to đùng này. Đấy, đất xanh rồi nè. Không phải một con mà cả một dòng nó đều bị bán khối lượng lớn này. Đấy, nhưng cái điểm này nó sẽ hồi lên, những con đất xanh cũng vậy. Về đây hỗ trợ rồi, nó sẽ hồi lên để cho anh chị mình bán, nhưng mà cái điểm cổ phiếu nó bị gãy này. Bị gãy cái trend này. Đấy. Còn những con STB nhiều anh chị mình kêu ui con này anh chỉnh là sợ quá, nhưng mà rõ ràng đây mới là những cổ phiếu trong xu hướng tăng mọi người đang cầm, cho nên mọi người phải hiểu về cái xu hướng để anh chị mình chọn cổ phiếu. Trên đó là cái yếu tố mà em so sánh mà mình phân loại được cho anh chị mình vì sao phải đánh những con loại một. Loại một ở đây là dòng ngân hàng, ngoài dòng ngân hàng sẽ có dòng chứng khoán. Đấy, tại vì sao? Đấy, thì em sẽ phân tích chị mình chi tiết về cổ phiếu của dòng ngân hàng ha. Thì những cổ phiếu như ACB nè, thì mọi người rõ ràng là gì, sau quá trình mà những cái nhịp chạy đầu tiên á, thường một cái con sóng dòng nó sẽ có từ 2 đến 3 nhịp chạy, thì đấy mới là nhịp chạy số 1 thôi. Nguyên tắc nhịp chạy số 1 là để vượt đỉnh, để huy động dòng tiền, thì rõ ràng dòng tiền nó nằm bên trong cổ phiếu nè. Những phiên xác nhận này là dòng tiền nè, một cái cây mà 34 triệu cổ phiếu, lúc mà nhà đầu tư còn lo sợ thì ai đổ vào đánh, tổ chức chứ ai anh chị, dòng tiền của tổ chức. Thì cái nguyên tắc khi mà dòng tiền tổ chức họ đã vào rồi nè mà nó có những điểm rũ bỏ hoặc điều chỉnh trở lại nè mà khối lượng thấp nè, thì đồng nghĩa cái dòng tiền ở đây họ chưa hót ra, đơn giản là như vậy thôi. Đấy, cho phiên điều chỉnh ngày hôm qua là một cái điểm mà có thể nói mang tính chất là điểm rũ bỏ những nhà đầu tư yếu bóng vía với những cổ phiếu như là ACB. Những điểm rũ này hết sức bình thường anh chị. Đấy, lưu ý kỹ nha, nó rũ về đây nó sẽ tạo cho anh chị mình điểm mua này. Và cái cách mua như thế nào thì em đã nhìn thấy rất rõ về cách đánh của tổ chức rồi. Tại vì sao? Thường những con này ví dụ cho thứ hai sẽ có những điểm đỡ cung này, và thường có điểm test lại tiếp theo này, và sau đó là xác nhận dòng tiền nó sẽ đi lên tiếp này. Thì mình lưu ý, và đây là cái nhịp chạy số 2 này mà mọi người phải nắm bắt được để đánh này. Nhịp chạy này mà em nói anh chị mình không đánh á, là coi như là mình thôi mình rời bỏ thị trường chứng khoán đi. Tại vì cái dòng dẫn dắt mà em nói anh chị mình không đánh được á, thì các dòng cổ phiếu còn lại thì mình sẽ không bao giờ kiếm được tiền. Đấy, đó là câu nói châm ngôn mà chúng ta đã trao đổi với nhau rất nhiều ở trong một cái vận động trong một cái tuần vừa qua, với một câu nói của Jesse Livermore. Đấy, nếu bạn không kiếm được tiền từ cổ phiếu dẫn dắt thì bạn sẽ không thể kiếm tiền từ thị trường chứng khoán, ngược lại sẽ dẫn tới một cái việc là bạn bắt đi tiền khi mà chọn những dòng cổ phiếu nó bị sai. Mọi người lưu ý kỹ ha. Đấy, cho nên ở đây em cũng có một cái kênh TikTok nè, mọi người follow cái kênh TikTok này của em đi. Ai mà chưa follow thì mọi người follow vào đây, tại vì bắt đầu thời gian tới em cũng sẽ live TikTok song song với mình live bên YouTube nha. Thì ở đây mình cũng có đăng một cái video mà mình vừa đăng nè, lúc buổi sáng nè, chia sẻ cho mọi người ở đây nè, thì mọi người có thể vào mọi người xem để mình có thêm những cái gọi là cái những câu châm ngôn để nó hình thành một cái tư duy trong quá trình mà chị mình đầu tư. Đây cũng sách rất hay mà em khuyến nghị chị mình nên đọc của Livermore mọi người ha. Đấy, cho nên tiếp theo là anh chị mình nhìn vào những cái dạng cổ phiếu như là CTG nè. Nhiều anh chị mình nói con CTG này yếu quá em ơi, yếu đâu mà yếu anh chị, xu hướng cổ phiếu vẫn là đi lên nè, chứ nó có gãy chen đâu, nó có bị bán tháo đâu anh chị mình kêu nó yếu. Cái nguyên tắc trong một cái xu hướng tăng mà điều chỉnh nó lượng thấp là một điều chỉnh tốt, mang tính chất là rũ bỏ, cổ phiếu có tăng phải có chỉnh chứ. Đấy, những cái nền giá ngắn của cổ phiếu nè, ví dụ những cái nền giá ngắn của cổ phiếu nó nổ lên nó thiếu khối lượng nè, thì bản chất nó sẽ có những điểm nó rũ lại cung cầu là bình thường. Ví dụ anh chị nào trên đây mà bắt đầu 37.5 mà nhảy vô mua thì bản chất nó rũ về 35, mất hai giá đầu tư đó khoảng 100.000 cổ phiếu, mất khoảng tầm 200 triệu là phải thường đem ra cắt lỗ. Đấy, mình tính chất rũ bỏ. Cho nên trong một cái xu hướng tăng thì có nhiều nhà đầu tư thua lỗ là như thế, là chọn sai thời điểm để mua. Mọi người lưu ý kỹ ha. Cho nên ở đây tiếp tục là một cái góc nhìn mà em chia sẻ với chị mình về những cái dạng cổ phiếu như CTG nè, cái điểm nổ thiếu khối lượng nè thì sẽ đi kèm với những điểm rũ lại nè. Thì anh chị mình thấy ở đây nó có những hoạt động rũ bỏ, anh chị mình thấy không? Đấy. Thì ở dưới nó tiếp tục có một cái nền hỗ trợ, cho nên những cổ phiếu khi mà trong một cái xu hướng tăng nó chỉnh xuống sẽ liên tục gặp lại những cái vùng gọi là vùng nhu cầu tham gia, những cái vùng gọi là vùng giá vốn của tổ chức.
những cái vùng mà dòng tiền xác nhận đi vào điểm rũ và dòng tiền thì về đây là những cái vùng hỗ trợ cực kỳ tốt nè, thì bắt đầu test lại về vùng hỗ trợ mà khối lượng thấp vì không có yếu tố bán tháo, cho nên thường những con này 80% trong tuần sau nó sẽ đi chung với những cái kịch bản của thị trường, nó sẽ có điểm đỡ cung trở lại, và sau những điểm đỡ cung này hưởng sẽ có điểm test lại nè, và nó sẽ xác nhận dòng tiền và nó tiếp tục đi lên trong cái nhịp chạy số 2. Cho nên nhịp tới chị mình chú ý giúp em đặc biệt về những cái dạng cổ phiếu như CTG nha. Tại vì sao? Trong những cái dữ liệu trong quá khứ á, thì em đã thấy rất kỹ, mình đã từng đánh rất là thành công với những cái dạng cổ phiếu như là VCI. Thì ở đây anh chị mình thấy nè, cái thời điểm của những cổ phiếu như VCI cũng rất là tương đồng với cổ phiếu của CTG nè. Đây là một cái dạng tích lũy lớn nè, trong năm 2020 nè. Thì sau đó cổ phiếu nó cũng xác nhận một cái gì để nó chạy và nó đi lên, anh chị mình thấy không? Nó chạy vượt đỉnh nè. Thì bắt đầu cái nguyên tắc cổ phiếu á, đây là cái nhịp số 1, khi mà chạy vượt đỉnh á, thì sau đó nó sẽ tạo một cái vùng tái tích lũy lại. Thì đây là những cái dạng nền tái tích lũy lại của những cổ phiếu như là VCI, và nhịp chạy số 1 nó huy động được rất là nhiều dòng tiền của tổ chức, họ đổ tiền vào đẩy giá. Thì anh chị mình đừng có mơ tới cái việc mà nó chạy một nhịp nó phân phối, không có lý do đó đâu. Đấy, đừng có nghĩ tới việc phân phối của những cổ phiếu ngân hàng. Ai mà tư duy về dòng ngân hàng phân phối là đang bị tư duy sai, và em nói chắc chắn với chị mình luôn sẽ mua lại ở vùng giá nó cao hơn. Nên chị mình thử kiểm chứng đi. Đấy, cho nên ở đâu đó sau nhịp chạy số 1 bắt đầu tạo ra những cái vùng nền cân bằng. Và anh chị mình thấy những cái cây mà nó nổ lên, nó thiếu sự khối lượng nè, nghĩa là nổ lên mà thiếu thiếu nỗ lực á, thì thường sau đó thị trường mà có rung lắc nó sẽ mang tính chất sẽ điều chỉnh rũ lại, nó rũ về là những vùng nền, anh chị mình thấy không? Vùng nền trong xuống tăng, vùng nền là những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu nè, nó rũ về lại nền giá này, và khối lượng không có sự đột biến và không có sự bán tháo nè, đa phần là mang tính chất cắt lỗ của nhà đầu tư này. Thì sau đó anh chị mình thấy thường nó sẽ có những điểm hỗ trợ thì đỡ cung trở lại nè, bắt đầu sau đó hoạt động sau quá trình đỡ cung thành công nè, nó test lại, thì bắt đầu test lại hai đáy ngắn anh chị mình không? Đáy một nè, hồi lên test lại nè, thì xác nhận dòng tiền sau quá trình test hai đáy chính là điểm mua tiếp theo cho anh chị mình. Thì đây là cái điểm mua tiếp theo của những dạng cổ phiếu như là CTG nè, và thực chất đây là một cái điểm mua xác nhận, gọi là một cái điểm mua mà theo cái hành vi về dòng tiền. Còn nếu như anh chị mua đúng và mua hay thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái buổi đào tạo của hệ thống khách hàng ở trong vận động của thứ hai vào buổi tối ha. Anh chị nào muốn đăng ký vào đây thì mọi người liên hệ gấp với bạn trợ lý, em sẽ hướng dẫn cho anh chị một điểm mua sớm, một điểm mua lợi về giá, một điểm mua lợi về cái cách mà mình đi vốn luôn. Mọi người lưu ý chứ không phải là mua đuổi mua cao ở vùng giá khi mà cổ phiếu đã chạy lên trên. Thì sau đó anh chị mình thấy nó sẽ có một cái nhịp chạy tiếp theo nè, nhịp chạy số 1 nè, nhịp chạy số 2 nè, anh chị mình thấy không? Rõ ràng không? Đấy, cho nên nguyên tắc cổ phiếu lúc nào nó đi vào một con sóng của sóng dòng, nó không bao giờ nó chết ngay ở nhịp chạy đầu tiên đâu. Anh chị mình đừng có nghĩ mà nó chết ngay ở nhịp chạy đầu tiên. Thường phải có 2 đến 3 nhịp chạy, thậm chí là 4 nhịp chạy của những cái cổ phiếu. Đấy, cho nên nguyên tắc là thời điểm này là thời điểm vàng, thời điểm cực kỳ tốt cho anh chị mình có sự chuẩn bị. Nếu như ai mà chưa đánh được thành công dòng ngân hàng trong nhịp 1 thì đây cũng là thời điểm cơ cấu lại danh mục nè. Cái thứ hai là bắt đầu lên cho mình cái kế hoạch nè, đặt cái mục tiêu là nhịp chạy số 2 dòng ngân hàng mình phải có mà. Còn em nói sóng dòng mà không đánh anh chị mình đánh cái gì? Đấy, cho nên sự an toàn khi mà anh chị mình đánh sóng dòng, thứ nhất nó sẽ giúp cho anh chị mình kiếm được rất là nhiều tiền. Rõ ràng anh chị mình nhìn trong khoảng 2 tuần vừa qua đâu là cái dòng mang về lợi nhuận lớn nhất cho nhà đầu tư, chắc chắn là dòng ngân hàng. Cái thứ hai chính là sự an toàn, và nó giữ được tiền khi mà thị trường có những cái hoạt động điều chỉnh hoặc là rung lắc. Thì rõ ràng anh chị mình thấy dòng ngân hàng nó chỉnh ít hơn so với thị trường chung, nó có chỉnh nhiều đâu. Đấy, cho nên kiếm được nhiều tiền mà còn giữ được tiền cho anh chị mình nữa thì tại sao mọi người lại không tập trung vào đánh sóng dòng, mà anh chị mình lại đi đánh vào một cái dòng như là dòng bất động sản, một cái dòng mà em nói kiếm tiền thì chả kiếm được bao nhiêu, kiếm thì kiếm tiền đồng tiền xu, mà mất thì mất tiền tấn tiền tỷ. Thì anh chị mình đánh vào đây để làm gì? Kiếm thì được 2% mà nó rủ một cái mất lại lỗ 10%, thì đó không phải là cái cơ hội lớn, cơ hội tốt nhất để cho anh chị mình đánh. Mà cơ hội tốt nhất nó phải nằm ở những cái dạng cổ phiếu ở đây nè, những cái yếu tố của sóng dòng nè. Nhân cái ví dụ mà em cho anh chị mình thấy với những dạng cổ phiếu như VCI nè, người phải lưu ý đặc biệt nha, hoặc là tương tự là CTG trong năm 2021 nè, thì đây là cái hành vi mà anh chị mình thấy rõ ràng. Em lấy cho anh chị một cái ví dụ thì tổ chức họ sẽ luôn lặp đi lặp lại những cái dấu hiệu đó. Tại vì sao? Tại vì nguyên tắc tâm lý của nhà đầu tư mình quanh năm suốt tháng vẫn không thay đổi. Thị trường lên bắt đầu FOMO, thị trường chỉnh bắt đầu lo sợ, kêu thị trường sập, kêu thị trường gãy. Nhưng mà chỉ cần tuần sau thị trường nó tự kéo lên nè, thì đồng nghĩa tự khắc là những nhà đầu tư cắt lỗ, họ sẽ lao mà mua tiếp. Đấy, cho nên đánh là quay trong trống luôn đó. Trên chị mình sẽ nhìn là cái ví dụ của CTG nè. Cái đầu tiên nè, khi mà những cổ phiếu nó có những cái hành vi xác nhận dòng tiền nó vượt đỉnh, nó chạy đi lên, anh chị mình thấy không? Đây là cái nhịp chạy số 1 nè. Thì sau đó nó tạo một cái vùng nền, nó tạo một cái vùng nền hấp thụ nè. Và thị trường rung lắc và điều chỉnh thì những cổ phiếu này nó cũng tạo những điểm rũ theo nè, loại bỏ sự đu bám của nhà đầu tư nè. Nhưng mà anh chị mình thấy không? Ui, hiện tại cái nói dòng ngân hàng chỉnh có 2%. Chứ cái năm 2020, 2021 á, anh chị mình nhìn đi, cái này chỉnh nhiêu phần trăm? Nó chỉnh 6%. Thì anh chị mình có cầm nắm nổi không? Và anh chị mình có nghĩ nó là bị gãy không? Có nghĩ nó là phân phối không? Có nghĩ nó là đạt đỉnh không? Có nghĩ tổ chức họ bán không? Thì thử đi, ai mà cứ nghĩ tổ chức họ bán phân phối, nhìn sau đó nó chạy nè, há hốc mồm luôn. Sau đó nhìn nó lên tiếp tục cái vùng 36 nè, ở đây là nhiêu 26 nè, về 36 nó còn chạy khoảng tầm 10 giá nè. Thì làm gì có một cổ phiếu nào phân phối mà chạy thêm 10 giá nữa, tăng thêm 30-40%. Mọi người lưu ý kỹ nha, cho anh chị mình nhìn ngắn quá, mình đầu tư mà mình cứ nhìn theo phiên á, rồi từ đó mình sợ thị trường á, thì dẫn tới cái việc là bán những cái cổ siêu cổ phiếu đi lên trước những cái ngưỡng cửa hiên đường. Cho nên ở đây là một cái bài học ví dụ cho anh chị mình, điểm rũ nè,
bắt đầu đỡ cung, test lại kiệt thanh khoản dòng tiền vào thì cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên. Đấy, trên thời điểm hiện tại nó cũng xuất hiện rất là nhiều những cái mô típ như thế này để cho anh chị mình theo dõi. Còn mà chi tiết hơn về cái cách mua, về điểm mua, về giá mua thì bắt buộc anh chị mình phải tham gia vào hệ thống đó. Thì ở đó em mới hướng dẫn chi tiết cho anh chị mình trong phiên được. Tại vì trong phiên mình mới nhìn kỹ được cái hành vi tổ chức họ đang làm gì. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho anh CTG là cái ví dụ minh chứng cho anh chị mình biết được cái cách tổ chức sẽ đánh trong nhịp tới đó. Những cổ phiếu như EIB cũng vậy nè. Đó, những con EIB lên nó chỉnh nó rủ là bình thường anh chị, nguyên tắc những con này nhịp một là vượt đỉnh. Còn vượt đỉnh xong nó có thể rung lắc, nó có thể rụ bỏ, nó hiệu chỉnh là điều bình thường, không phải là cái yếu tố gì đâu mà rủi ro. Ấy, MB này cũng giống với cách đánh của ACB và CTG nè. Nhịp sau là anh chị mình chú ý kỹ những con loại một đã lên trước nha. Đó, cho nên ở đây những cổ phiếu mạnh mà lưu ý đặc biệt anh chị mình trong cái tuần sau nè. CTG, ACB nè, STB, MFB, Tiên Phong Băng, VB Băng nè. Đấy, thì những cái dạng cổ phiếu như STB cũng thế. Thì thường ở đây nó cũng sẽ tạo những cái vùng cân bằng nè, nó rủ cái đỡ cung test lại xác nhận dòng tiền ở phía sau là điểm mua nè. Đó là nguyên tắc của dòng ngân hàng trong thời gian tới. Những con cổ phiếu như STB mà những cái dạng cổ phiếu mà nó có một cái bước chạy đà mà nó mạnh á, thì thường những cổ phiếu đó là trong quá trình mà nhịp cuối cái nhịp đứt rút cũng sẽ chạy rất là mạnh, nghĩa là khởi đầu mạnh kết thúc mạnh. Mọi người lưu ý ha. Đấy, những cái cổ phiếu ví dụ như là MSB đi, anh chị mình thấy những cái dạng MSB bắt đầu khâu sau quá trình nhịp một nó vượt đỉnh nè, thì tiền ở đâu? Tiền ở đây chứ ở đâu? Nhịp số 1 là nhịp vượt đỉnh, còn sau cái nhịp vượt đỉnh á mà anh chị mình đu cao nó rủ là thua lỗ đều bình thường. Nhưng mà bắt đầu sau những nhịp rủ nè, bắt đầu test đi test lại tạo những cái vùng biên cân bằng này, thì sẽ tạo cho anh chị những cái điểm mua nè. Đấy, và em nghĩ cái thời gian tới là sẽ chú ý kỹ những con đã vượt đỉnh trước và tích lũy trước, thì cái quá trình mà tổ chức họ hấp thụ họ gom hàng nó bài bản hơn rất là nhiều. Đấy, những cổ phiếu ví dụ như là STB, Tiên Phong Băng nó đi chung cái firm với nhau là những cổ phiếu mà nó đều có một cái quán tính đà tăng rất là mạnh và nó mang tính chất gọi là đầu cơ hơn một chút, thì nó cũng sẽ đánh anh chị mình thấy cái tính đánh của nó sẽ cũng sẽ bốc hơn. Thì những con này bắt buộc là sẽ mua ở những cái điểm gì, những điểm chiết khấu. Mọi người lưu ý kỹ những điểm chiết khấu đủ chúng ta sẽ mua nè, với những cổ phiếu như là Tiên Phong Băng. Cho nên thì cho nên lúc này thì nhìn chung thì vốn anh chị phải tập trung được vào cái dòng ngân hàng ở đây này. Thì đó những cái điểm đến đó, cho anh chị mình, ví dụ anh chị mình nhìn VB đi, thị trường chỉnh chứ anh chị mình ôm con VB này có biết thị trường có giảm đâu, anh chị mình thấy rõ ràng không, con VB nó có chỉnh đâu, nó có giảm đâu mà anh chị mình nói thị trường này rủi ro. Anh chị mình ôm VB là cái cổ phiếu mà nó giữ giá quá tốt cho anh chị mình luôn nè, 3 tuần nè. Nếu như mà anh chị mình nhìn ở chạc tuần thì đây rõ ràng là 3 tuần đi lên liên tiếp của những cái dạng cổ phiếu như là VB Bank, thì rủi ro ở đâu anh chị? Em chả thấy rủi ro ở đâu, mà mình chỉ thấy cơ hội của những cái dạng cổ phiếu như VB nè, nó sẽ phi về vùng 21. Trước mắt những con VB nó sẽ vượt đỉnh 21 đi lên tiếp, mọi người lưu ý kỹ nha. Đấy, thì đó những yếu tố mà chia sẻ rất rõ ràng và chi tiết đến đại đa số anh chị mình. Và sau cái dòng ngân hàng thì anh chị mình sẽ chú ý tới cái dòng nào, thì ở đây em cũng sẽ chia sẻ thêm cho anh chị mình. Cho nên tuần rồi là thị trường nó có những sự rung lắc, thì em nghĩ đó cũng là một cái liều hút thử, một cái bài test rất là quan trọng cho cái phương pháp của những cái hệ thống mà anh chị mình đang theo đuổi sẽ có hiệu quả hay không. Thì rõ ràng anh chị đánh full vốn vào dòng ngân hàng thì đó là một cái phương pháp đang đi đúng hướng và đang hiệu quả, thì chúng ta phải tiếp tục duy trì cái cách đánh đó. Khi nào mà trường hợp em ví dụ cho anh chị mình, em sẽ đưa cho anh chị một kịch bản xấu nhất của dòng ngân hàng nha. Nếu như mà đây gọi là phân phối như là nhiều lời đồn của nhà đầu tư thì anh chị mình sẽ thấy nè, ví dụ như năm 2019 á, nó có một sự biến cố ở đây gọi là hiên Nga đen. Nếu như thực chất cái dòng ngân hàng này mà để chết á, thì có sự biến cố của hiên Nga đen nó mới chết thôi. Thì anh chị mình thử nhìn giúp em cái giai đoạn của những cái giai đoạn mà năm 2019 á, thì rõ ràng anh chị mình thấy không, đây cũng là một cái dạng tích lũy lớn nè, sau điểm rũ nè, sau cái nhịp rũ cuối nè bắt đầu nó xác nhận và nó vào sóng đi lên. Anh chị mình thấy đây là giai đoạn vào sóng đi lên của những cổ phiếu dòng ngân hàng, và từ đấy nó tăng lên bao nhiêu phần trăm, nó tăng tầm khoảng 40% trong một khoảng thời gian bao lâu? Trong khoảng thời gian từ giai đoạn xác nhận đi lên dòng tiền là từ đầu tháng 1 tới khi kết thúc là khoảng tầm tháng 2. Nó tăng tầm khoảng đó khoảng 1 tháng anh chị nha. 1 tháng đi lên của các cổ phiếu của dòng ngân hàng. Và anh chị thấy rõ ràng nè, nếu như mà ở đây không có những cái biến cố về Covid á, thị trường trong thời điểm năm 2019 ở đây cũng là thị trường sẽ quay. Anh chị mình thấy không? Chỉ cần thị trường nó không đau trend thôi, chỉ cần thị trường nó không đau trend là anh chị mình đã có những cái cơ hội đánh vào những cái dòng cổ phiếu mạnh nhất rồi. Mọi người lưu ý nè, ví dụ trong biên sideways này anh chị mình ôm vô những dòng chứng khoán nè là mình chết cắt. Thị trường năm 2019 mà đánh vô chứng khoán là chết nè, không hiểu về xu hướng nè. Nó tương tự với cách mà anh chị mình đang ôm vào những con kênh dưới vậy. Đấy, thị trường sai quay, ôm sai dòng, vẫn chết như hương, vẫn chết như hường, chết như rơm như rạ luôn. Thị trường hồi nó hồi nhưng mà thị trường chỉnh nó chỉnh mạnh nhất thị trường. Hoặc là hép nè. Năm 2019 mà đi đánh vô những cái cổ phiếu hép này, em nói anh chị mình là thị trường đi ngang nè. Nó đào cắm đầu luôn, anh chị mình thấy không? Đào cắm đầu xuống đất luôn. Đấy, nhưng mà thời điểm này anh chị mình đánh vô những cổ phiếu dòng ngân hàng như là CTG năm 2019 á, thì nó lại đúng với dòng tiền. Tại vì sao? Tại vì sau những cái điểm mà rủ cuối nào bắt đầu thị trường nó đi lên. Và rõ ràng anh chị mình thấy không? Nguyên là tổ chức của dòng ngân hàng họ đã lỡ đổ tiền vào đánh. Nguyên bị gom hàng xong đổ tiền vào đánh. Rồi bất ngờ sau Tết. Cái nghe sự kiện này, sự kiện khi Nga đen không lường trước được. Rồi xuất hiện dịch bệnh của Covid. Đây là một cái biến cố mà không lường trước được. Cho nên bản chất anh chị mình thấy nè, thì rõ ràng là tổ chức họ cũng phải đánh cho nó hết cái giai đoạn. Thì nó cố gắng nó kéo cho hết chu kỳ này. Anh chị mình thấy đây nè, sau Tết nè. Ví dụ anh chị mình nhìn vào ngày 22 tháng 1 nè, đây dòng ngân hàng. Thì đây cũng là thị trường sau Tết bắt đầu ra rơi mấy cây luôn. Thì những con này cũng sẽ có sự phản ứng.
Nhưng mà anh chị thấy rõ ràng không? Sau đó thị trường nó tạo một cái vùng biên cân bằng ở dưới nè và nó hồi phục lên nè. Để làm gì? Để cho các cổ phiếu mà tổ chức họ đã lỡ đổ tiền vào đánh á, họ bán ra bớt, họ phân phối ra được một cục hàng. Mình thấy không? Cho nó cũng phải tạo một cái khoảng thời gian như thế này nè. Nếu muốn phân phối nó cũng phải tạo khoảng thời gian nè. Và trường hợp thị trường xấu nhất nè thì những con này tổ chức nó mới bán. Còn một cái trường hợp mà em nói chị mình thị trường này nó bình thường, cung cầu tự nhiên nó có đi lên, không có biến cố về thông tin á, thì chắc chắn với anh chị mình những cái cổ phiếu đã có dòng tiền hoặc là dòng dẫn nó sẽ tiếp tục đi lên thôi. Chứ không có lý do gì để nó rơi á, trừ trường hợp biến cố hiện Nga đen thì em nói chị mình ai chả gặp rủi ro, không chỉ riêng về thị trường đầu tư mà cả thị trường kinh doanh, thị trường sản xuất cũng bị. Tới chuyện chấp nhận một lưu ý kỹ nha. Đấy, cho nên đầu tư mà anh chị mình cứ nhìn trước nhìn sau, hồi chiến tranh nhìn sau khi Nga đen chị mình đánh như vậy biết chừng nào mới đầu tư. Đấy, cho nên không khác gì cái việc mà tháng 1 rủi ro, tháng 2 rủi ro, tháng 3 rủi ro, tháng 4 rủi ro, tới 12 tháng trong năm đều rủi ro thì thôi nghỉ đi anh chị. Đầu tư cái gì nữa? Đấy, lưu ý kỹ. Cho bản chất nếu như xuất hiện thì mình sẽ làm gì? Thì đồng nghĩa một việc anh chị mình đang cầm những cái dòng cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường mà trường hợp xấu nhất xảy ra, em nói chị mình cũng là những người thua lỗ ít nhất. Tại vì sao? Tổ chức họ cũng phải cần bán nhé. Thì ở đây khi mà nó chỉnh lại nó tạo những cái biên bị bán có lượng lớn hồi lên test lại liên tục, em hướng dẫn cho chị mình bán sau đỉnh. Đơn giản vậy thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Đấy, sau đỉnh mình bán. Dù sau đỉnh này à, up test à, sau đỉnh hồi lên test lại đang chị bán được không? Được đúng không? Đấy, hồi lên bán là được không? Vẫn được. Đấy. Và anh chị mình đang cầm cái dòng mạnh nhất thì mình đã gọi là gì, một cái bảo toàn vốn tốt nhất cho anh chị mình. Trong khi đó anh chị mình cầm những con AI, HCM hoặc là những cái dòng thép, dòng bất động sản trong thời điểm 2019 này nè, 2020 này nè, lỗ nó mới kinh. Tại vì sao? Những con yếu là những con sẽ hiệu nghiệm với những cái biến cố xấu, những cái tin xấu. Thì lúc đó anh chị mình nói tin xấu nó ra những con nó sàn giết luôn. Anh chị mình nhìn những con ví dụ như thời điểm đó anh chị mình nhìn tắt xanh đi. Cái thời điểm mà cái dịch bệnh Covid nè. Anh chị mình thử nhìn đi. Anh chị mình thử xem giúp em những con này mà cái chen nó đang xấu nè, thị trường anh chị mình thấy không? Covid nó ra nè. Thì chị mình thử nhìn những con này nè, nó rơi ghê không? Nó rơi em nói chị mình nó rơi như vỡ trận luôn. Nó làm gì có được những cái nhịp mà quay về test đỉnh hoặc những nhịp tăng như dòng bất như dòng ngân hàng. Cho nên ở đó anh chị mình đang cầm những cổ phiếu dòng bất động dòng ngân hàng á là cái dòng mà nó mạnh nhất rồi. Nó đỡ giá cho chị mình tốt nhất. Cho nên khi mà đánh vượt vào cái sóng dòng á thì thứ nhất là nó vừa tấn công kiếm cho anh chị mình được tiền. Cái thứ hai là nó vừa phòng thủ. Mọi người lưu ý á, phòng thủ là giữ cho anh chị mình tiền, giữ anh chị mình lợi nhuận nữa. Đấy, cho nên vì sao chúng ta phải tập trung đánh vào sóng dòng? Đó là câu nói của ông Livermore luôn chứ không phải là câu nói của em đó. Đấy, mà mình chỉ đi học, mình đi theo và mình đánh, mình suy nghĩ ngẫm lại và mình thực chiến là trên thị trường chứng khoán Việt Nam và muốn chia sẻ với anh chị mình đó. Đấy, cho nên hãy tập trung kỹ vào cái dòng ngân hàng á. Đấy, sau đó ví dụ anh chị mình theo dõi tiếp về dòng cổ phiếu, dòng chứng khoán nè. Em cũng đánh giá khá là tốt về cái dòng chứng khoán ở trong nhịp hai của thị trường á. Tại vì mình thấy những cái hành vi test cung cầu cũng rất là bài bản. Thì cái đầu tiên khi mà anh chị mình nhìn vào dòng chứng khoán á, anh chị mình thấy những cái dạng cổ phiếu nhá, CM này cực kỳ tốt nè. Mình xét về xu hướng nó cũng tương tự đúng không? Là một cái xu hướng tăng nè. Nó cũng có những cái trạng thái vượt đỉnh và đi lên nè. Bắt đầu nó cũng tạo những cái nền trên nó phụ nè. Thì nguyên tắc những cái nền sẽ mang tính chất thường muốn đi lên á, nó sẽ có một hoạt động rũ. Anh chị mình thấy nó giống với những cái dạng cổ phiếu như là CTG, ACB mà nãy em phân tích với chị mình của dòng ngân hàng á. Ví dụ như trước khi nó muốn đi lên á thì nó cũng sẽ có một cái nhịp nó mang tính chất là hoạt động rũ bỏ hoặc là loại bỏ sự đu bám của nhà đầu tư. Thì rõ ràng ở đây anh chị thấy nó rũ tốt không? Cực kỳ tốt, đâu có khối lượng đâu, đâu có bị bán tháo đâu anh chị. Đấy, thì sau những điểm rũ nè, bắt đầu căng bằng lại xác nhận dòng tiền như là cái điểm mua cho tất cả anh chị nhà đầu tư mình. Cho nên lưu ý kỹ với những cổ phiếu HCM nha, những con thị trường chỉnh nè mà nó ít bị áp lực điều chỉnh ở thị trường nè là nó cực kỳ tốt, đồng nghĩa ở đây nó không có bị yếu tố tổ chức họ bán cái bán ra. Cho nên lưu ý kỹ những cái gì HCM thì thấy nó đi theo một cái kịch bản là giống năm 2020 là nó đi theo trạng thái nền trồng nền, cho nên rủ xong anh chị mình nên mua sớm, sau này nó nổ lên trên cao mua đu vô mua là chuẩn là đi ngang. Anh ta tương tự với năm 2020 luôn, em thấy cực kỳ giống luôn. Và những cái mẫu hình nền trồng nền này anh chị mình lưu ý nha, cuối nhịp nó sẽ có một cái đạn chạy nước rút á, nhưng mà đây nè thời điểm rủ là nó xác nhận dòng tiền đi lên nè, nó tạo những cái nền giá nè, xác nhận nè, nó tạo ra những cái nền giá nè, xác nhận nè, anh chị mình thấy không, tiếp tục nó tạo những cái nền giá, nó cứ xây nền nó đi lên, thị trường có chỉnh, thị trường có rung, thị trường có lắc, nó cũng không bị rủi ro nhiều anh chị. Nó cũng là cái sự an toàn ở đây anh chị, nổ lên là tạo cái nền đi ngang, tiếp tục nổ lên tạo cái nền đi ngang ấy, ví dụ thị trường có rung lắc có điều chỉnh nó rủ một cái à, nó rủ một cái, đây là thị trường biên chỉnh lớn nha, nó rủ một phát rồi sau đó nó bước vào nhịp chạy gì, nhịp chạy nước rút luôn. Mọi người lưu ý kỹ, cho nên những cái dạng cổ phiếu mà nền trồng nền á thì thường trước khi mà nó bước vào nhịp nước rút á nó sẽ có một cái điểm ngờ rủ rất là sâu để loại bỏ hết những nhà đầu tư đu bám trước đó nè, rủ phát bước vào nước rút nè. Cho nên chị mình lưu ý đánh thì đánh sớm để sau này mình mua trên cao rủ luôn cái anh em cắt lỗ chạy nước rút, ngồi ngồi nhìn ngậm ngùi cổ phiếu tăng luôn đó. Cổ phiếu dòng chứng khoán đánh rất giống nha, những cổ phiếu như là MBS cũng vậy nè anh chị mình thấy không, sau một cái nhịp bắt đầu nó vượt đỉnh thì rõ ràng anh chị mình thấy những cổ phiếu mà tăng nhiều nó chỉ tích, còn những cổ phiếu mà tăng ít nó mới chỉnh nhiều. Đó là nghịch lý vĩ đại trên thị trường chứng khoán mà mọi người cũng phải nghiên cứu lại. Ở đây rõ ràng là những cổ phiếu như là MBS giữ giá tốt nè, em thấy đa phần những cổ phiếu chứng khoán đều có những hành vi test lại cực kỳ tốt. Ở đây là những cổ phiếu nó test lại cực kỳ tốt nè, khối lượng bắt đầu kiệt quệ hấp dẫn là tín hiệu cực kỳ hay nha. Dòng chứng khoán là cái dòng mà tổng thể không có yếu tố bán tháo ấy, cho nên hãy chú ý kỹ về dòng chứng khoán. Ở đây bản chất thì vì sao mà em nói với chị mình sống kép nó chỉ đi lên ngân hàng và chứng khoán nè, chứ làm gì có cửa mà có bất động sản đi lên. Từ đầu mình đã nói với chị mình rồi, ngồi trong room thì chị mình đã biết, hoặc là chị mình chỉ cần theo dõi những cái buổi video, những cái buổi livestream của em trong tuần rồi á, thì mọi người đã tránh được cái rủi ro của những cổ phiếu dòng bất động sản. Còn AI ở đây là hành vi đào tăng tốt nè,
rủ test lại siết biên, ok đó anh chị, không phải chê dòng chứng khoán đâu, ai mà chê dòng chứng khoán là dở nha. Đấy, một vài cổ phiếu tiếp theo anh chị mình thấy không, đó là hai dạng cổ phiếu mà nằm ở top 1 mà anh chị mình lưu ý đặc biệt, ví dụ top 2 có dầu khí và thép, thì dầu khí phải nhìn một cái giá dầu thế giới đang tăng tốt nha. Ví dụ nhìn về cái giá dầu thế giới nè, ví dụ như anh chị mình thấy ở đây cái giá dầu thế giới nó đang có những cái trạng thái, ví dụ trong ngắn hạn đi nó test đáy nè, ví dụ nhìn mô hình này sideways down, trạng thái sideways down rồi nó có điểm spin nè, test lại nè và nó xác nhận những cái cây test đáy thành công nè và nó nâng đáy được á, thì thường đâu đó giá dầu thế giới nó sẽ, em nghĩ nó sẽ về đó biên trên là quanh vùng 80 81 á. Đấy, nó cũng có một số yếu tố thông tin xoay quanh cái cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đó anh chị. Đấy, ở bên Liban á, á thì nó cũng có một số tác động đến giá dầu thế giới, cho nên mình nhìn chung nhìn lại thì dòng dầu khí thì em nghĩ có hồi đánh tê cộng, có những cái dạng cổ phiếu loại hai như là thép dầu khí thì không phải là cái dạng mà mình ưu tiên đánh hàng đầu mà phân bổ tỷ trọng vốn vô đây nó nhiều, mà ví dụ đây đánh 5-10% đánh tê cộng cho vui thôi anh chị. Đấy, cho những cổ phiếu ví dụ như ngày hôm qua bên BVD nè, rủ cái đỡ cung lên cũng tốt nè, thì em nghĩ sẽ có những điểm nổ ngắn. BVF đúng không, rủ cái đỡ cung nè, đa phần ngày hôm qua dầu khí nó cũng có những cái hoạt động mà đỡ cung. Nhìn chung thì mình thấy một cái đặc điểm là như thị trường chỉnh thì những con này nó cũng giữ giá tốt, nó cũng trong một cái biên chứ nó không phải là điều chỉnh sâu hoặc là bị bán tháo anh chị mình ha. Nó khác với dòng bất động sản nha, BDR đúng vậy nè, nó rủ test lại cũng tốt nè, những con này chờ gió đông vào dòng tiền vô thì mọi người nổ đánh lượt. Có những cổ phiếu như là dòng dầu khí, cho nên riêng dầu khí trước mắt cứ đánh ngắn cái đã, có điểm thì đánh ngắn còn không có điểm thì thôi, ưu tiên tây cộng, còn tập trung nhiều rồi phải tập trung vốn, muốn để tối đa hóa lợi nhuận phải tập trung đánh vào những cái dạng như dòng ngân hàng là sóng dòng nè, loại một ở đây nè là nó ưu tiên hàng đầu cho tất cả đại đa số anh chị mình nha. Đấy, dòng thép thì có đánh đánh tây cộng đánh vui vào nhanh ra nhanh thôi chứ cũng không phải là để cho chị mình đánh lâu đâu. Ví dụ steel mình xem một cái giá thép thế giới nè, cái dòng loại hai này khả năng là đi theo cái giá nguyên liệu hoặc là giá bên ngoài thôi, Trung Quốc đang nghỉ đấy, nhưng mà anh chị mình thấy giá thép thế giới nó cũng đang hồi. Một vài yếu tố tiếp theo anh chị mình sẽ nhìn qua những cổ phiếu dòng bất động sản nha, tức là loại ba, loại ba là loại yếu nè, không nên mua nè. Đấy, là cái loại mà anh chị mình không nên đánh vào đây ấy. Thì bản chất ở đây anh chị mình thấy rõ ràng là gì, những cổ phiếu DIT, BDR, Đắk Xanh, Novaland mình phải nhìn tổng thể ở cả dòng nó bị yếu, và những cái cổ phiếu này trong một cái tuần rồi ấy, là đa phần nó bị bán tháo nha, bị bán khối lượng lớn, mình kể đến đầu tiên là con kênh trên luôn, cả con hang điền còn bị bán khối lượng lớn thì chị mình biết cái dòng này có vấn đề rồi. Đơn giản như vậy là gãy chen là khối lượng lớn, anh chị bán ai bán, tổ chức bán chứ ai. Đấy, những cổ phiếu năm long bán gãy chen đấy, mình nó con năm long nó cũng bị gãy đi cái xu hướng nè, đa phần bất động sản nó bị gãy xu hướng hết rồi. Nó tạo những cái vùng đỉnh ngắn hạn nè, những cổ phiếu như DG con này có đỉnh đâu mà phân phối, con này có đỉnh đâu mà tạo, nhưng mà thường những cái cổ phiếu này cực kỳ yếu nha anh chị nha. Đấy, chỉ cần thị trường có biến cố thì những con này nó tiếp tục cắm đầu xuống đất là bình thường anh chị nha. Những cổ phiếu tiếp theo là những cổ phiếu đất xanh nè, mặc dù em nói chị mình bản chất ở đây không phải là vùng bán, nhưng mà mọi người phải biết được là khi mà nó hồi lên đó, anh chị mình phải cần hành động gì. Cho nên cái xu hướng cổ phiếu nè nó gãy chen nè, bị bán khối lượng lớn nè, anh chị mình thấy không, đấy rủi ro phải nhận diện sớm nè. Đấy, những cổ phiếu đang về hỗ trợ tuần sau sẽ hồi theo thị trường, sẽ có một điểm hồi gọi là hồi phục nhân đạo á, theo thị trường để cho nhà đầu tư ra hàng nha. Với ai mà đang kẹp với những cổ phiếu của dòng bất động sản, ví dụ đây gãy chen nè, chị thấy rõ ràng không, gãy chen là gãy xu hướng nè, có một cổ phiếu nào mà chuẩn bị bước vào quá trình dẫn dắt mà nó bị bán tháo không? Không có đâu anh chị, mọi người lưu ý kỹ với dòng cổ phiếu của nhóm bất động sản anh chị ha. Đấy, trên đó là những gì mà muốn chia sẻ ngắn gọn với tất cả anh chị nhà đầu tư mình, cho nên quan điểm của hệ thống chúng ta vẫn là quan điểm đi lên, thị trường này vẫn là thị trường cơ hội và đây là những cái nhịp rũ cuối của thị trường trước khi điểm số về MA Index nó sẽ vượt vũ môn 1.300 điểm và nối tiếp cái nhịp số 2 đi lên của dòng ngân hàng. Cho nên hệ thống anh em mình đánh tập trung full vốn vào dòng ngân hàng, đánh cược vào dòng ngân hàng đúng thì mình sẽ ăn lớn, và nó cũng đang xuất hiện sóng dòng rồi, đúng thì mình sẽ ăn rất lớn một trận đánh này của dòng ngân hàng. Nếu như sai thì có thể nói là chúng ta có thể mắc lãi thôi chứ không phải thua lỗ đâu, tại vì chúng ta đang có một khoản lợi nhuận, một khoản lãi đệm rất là tốt với cổ phiếu của dòng ngân hàng. Đấy, nếu như trường hợp mắc lãi và sai chúng ta vẫn vỗ ngực và ra về thôi chứ không có lý do gì đâu anh chị, tại vì đánh vào cái dòng mạnh nhất thị trường nó còn không được ủng hộ đi lên thì còn gì đâu mà anh chị mình đầu tư. Và cũng đã phân tích cho anh chị mình kịch bản xấu nhất của thị trường, nếu như biến cố về hiên nga đen xuất hiện thì mọi người sẽ làm gì rồi. Cho nên kế hoạch chúng ta đầu tư nó cũng phải có sẵn, đầu tư là phải có một cái kế hoạch về sự chuẩn bị anh chị ha. Đấy, cho nên lưu ý ha, nó và dòng sóng dòng nó cũng là cái dòng cực kỳ an toàn cho anh chị mình. Cho nên chị nào muốn đồng hành cùng em trong mảng có khách hàng vào buổi tối thứ hai để nhìn nhận ra một cái cách đánh cũng như cái điểm mua sớm của dòng ngân hàng cho một cái nhịp đánh số 2 á, thì mọi người liên hệ giúp em với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945866915. Bên dưới trong một cái phần nội dung của video, trong phần bình luận á, thì ở đây em cũng có để là cái phần thông tin mô tả, thì mọi người cũng có thể nhìn xuống phần thông tin mô tả ở dưới đây thì mọi người có thể liên hệ cũng được. Đấy, đây là phần thông tin mô tả cho phần đăng ký nè, cũng như là có thông tin của link room cộng đồng nè, anh chị nó muốn tham gia vào room cộng đồng thì mọi người vào đây, ở đây cũng chia sẻ anh chị mình nhiều lắm. Đấy, còn phần dưới là link của kênh TikTok thì anh chị mình hãy follow em thêm ha. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều, chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người vào video của tuần sau. Xin chào cả nhà. Nếu anh chị mình thấy video này hay và bổ ích thì mọi người để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều.